Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 11, khu dân cư xóm Hồng Quang 1, xã Hưng Đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường dự ngày hội. Xóm Hồng Quang 1 có 185 hộ, 744 nhân khẩu, cùng 4 dân tộc, Tày, Nùng, Kinh, Sán Diều cùng sinh sống. Xóm còn 4 hộ nghèo, cận nghèo. Những năm qua, nhân dân trong xóm luôn đoàn kết phấn đấu xây dựng đời sống ổn định và từng bước phát triển. Trên 80% hộ gia đình có đời sống kinh tế ổn định. Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Xây dựng xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bà con nhân dân đã đóng góp trên 130 triệu đồng, hiến 150 mét vùng đất, hơn 100 ngày công lao động để xây dựng hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, ủng hộ các loại quỹ, đồng bào bị thiệt hại do mưa bão trên 80 triệu đồng. 96,2% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu chung vui, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chúc mừng đánh giá cao những kết quả mà xóm đạt được, nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh cội nguồn thành công của dân tộc Việt Nam. Đồng chí mong muốn nhân dân các dân tộc trong xóm, trong xã nói riêng, thành phố Cao Bằng và tỉnh Cao Bằng nói chung, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Mỗi gia đình người dân luôn nỗ lực trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sống, xanh, sạch, đẹp, phấn đấu xây dựng xã Hưng Đạo trở thành xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tại ngày hội, xóm biểu dương khen thưởng các gia đình tiêu biểu và phát động đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo. Ngày 16 tháng 11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các cơ quan đơn vị của Đảng. Đồng chí Hoàng Anh Hoàng, Cục trưởng Cục Tài chính và Quản lý Đầu tư, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí phụ trách kế toán tại các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. Trong thời gian một ngày, các học viên được hướng dẫn những nội dung cơ bản của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư số 24 ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài chính, gồm chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính, quy trình in, sắp xếp, lưu trữ tài liệu kế toán, hướng dẫn chuyển đổi số dư tài khoản, tập trung vào các nghiệp vụ kế toán phát sinh thường xuyên tại các cơ quan đơn vị của Đảng ở Trung ương. Lưu ý những điểm mới, điểm khác so với chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo thông tư số 107 ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn nội dung, kết cấu, tài khoản và phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kế toán đặc thù trong các cơ quan đơn vị của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Hoàng, Cục trưởng Cục Tài chính và Quản lý Đầu tư, Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, thông tư số 24 của Bộ Tài chính được ban hành kịp thời và đã điều chỉnh bổ sung đầy đủ các nội dung của chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, hiệu quả, khắc phục các vướng mắc tồn tại trên thực tế và trong việc cung cấp thông tin, lập báo cáo tài chính nhà nước. Hội nghị nhằm giúp cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các đơn vị, cơ quan của Đảng từ Trung ương đến địa phương những kiến thức cơ bản về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu đối với công tác tài chính kế toán tại cơ quan đơn vị theo quy định, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ công tác tài chính kế toán chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, chuyển đổi trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tài chính kế toán. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ 7 năm 2024 với chủ đề Bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái trong giai đoạn hiện nay. Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ 7 năm 2024 có sự tham gia của đoàn diễn viên, nghệ nhân quần chúng, đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái đang sinh sống tại 15 tỉnh, thành phố. Trong đó, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Cao Bằng có lãnh đạo Sở Văn hóa, Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch cùng 24 nghệ nhân quần chúng dân tộc Tày, Nùng tham dự liên hoan.
tại không gian văn hóa dân tộc Tây Nùng Cao Bằng, du khách trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nghề chế tác đàn tính, tìm hiểu đời sống văn hóa truyền thống dân tộc qua các đồ dùng, hiện vật trưng bày. Một số sản phẩm ô cốp, các ấn phẩm quảng bá du lịch tỉnh, hơn 20 ảnh nghệ thuật giới thiệu hát then đàn tính Cao Bằng, đời sống văn hóa, cảnh quan thiên nhiên trong vùng công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đoàn Cao Bằng biểu diễn 4 tiết mục hát then đàn tính đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi cảnh quan thiên nhiên miền non nước Cao Bằng. Trong khuôn khổ liên hoan, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như lễ khai mạc, bế mạc, biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật hát then đàn tính, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống, trình diễn nghề truyền thống dệt thổ cẩm và chế tác đàn tính của các dân tộc Tây, Nùng, Thái, trưng bày chế biến, giới thiệu ẩm thực dân tộc truyền thống của các địa phương tham gia liên hoan, trưng bày ảnh, di sản nghệ thuật hát then đàn tính, trưng bày chuyên đề di sản văn hóa hát then trong đời sống các dân tộc Tây, Nùng, Thái. Các nghệ nhân diễn viên tham gia diễu hành trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn và biểu diễn giới thiệu nghệ thuật hát then đàn tính tại khu vực sân khấu quảng trường Đông Kinh, Nghĩa Thục. Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật hát then đàn tính truyền thống với đồng bào dân tộc Tây, Nùng, Thái trong cả nước. Giới thiệu quảng bá giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của nghệ thuật hát then đàn tính cũng như cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của miền non nước Cao Bằng đến đông đảo nhân dân và du khách. Sáng 17 tháng 11, nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Tại Tổ 2 phường Sông Hiến, ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, cùng nhau ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và đánh giá những kết quả việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tổ có 229 hộ dân với 980 nhân khẩu. Năm 2024, nhân dân trong tổ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vận động nhân dân thực hiện tốt các mô hình sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào vì thành phố tôi yêu, tuyến đường không rác, mô hình tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường được đẩy mạnh. Vận động gây quỹ khuyến học được trên 7 triệu đồng, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện gần 50 triệu đồng. Các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra với số tiền gần 200 triệu đồng. Năm 2024, 200 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 93,9%, tổ đạt danh hiệu khu phố văn hóa, dân vận khéo và tổ an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sông Hiến đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2024 và phát động nhân dân quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2024 với số tiền trên 15 triệu đồng. Xóm 7 Bế Triều có 165 hộ dân với 711 nhân khẩu, có 3 dân tộc Tây, Nùng, Kinh cùng sinh sống. Năm 2024, nhân dân xóm đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế. Cả xóm chỉ còn một hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Trong năm, 162 trên 165 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 98,18%, xóm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Tại ngày hội, lãnh đạo huyện Hóa An mong muốn xóm tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân tiêu biểu để lan tỏa nhân rộng. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện tặng quà cho xóm 7 Bế Triều, tặng 7 suất quà cho người có uy tín các xóm, tặng 6 suất quà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo của xóm. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân Tổ 2 phường Sông Bằng thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương cách mạng,
đất nước đổi mới, xây dựng cuộc sống văn minh đô thị. Khu dân cư tổ 2 có 230 hộ với gần 875 nhân khẩu. Năm 2024, nhân dân trong tổ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Các mô hình sản xuất kinh doanh, trồng trọt chăn nuôi, thành lập doanh nghiệp đã tạo việc làm và mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập chính đáng. Các hoạt động khuyến học khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc, thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được nhân dân trong tổ hưởng ứng nhiệt tình. Đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. 92,2% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tổ đạt tổ dân phố văn hóa, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thời gian tới, Ban công tác mặt trận tổ dân phố 2, phường Sâu Bằng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt, thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội. Tổ dân phố 2 phường Hợp Giang có 235 hộ với 870 nhân khẩu. Hầu hết các gia đình là công chức, viên chức, công nhân, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ và hưu trí. Hiện tổ không còn hộ nghèo. Trong năm 2024, nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Các phong trào thi đua, các hoạt động vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài, nhân đạo từ thiện, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, đô thị văn minh được bà con nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia, ủng hộ đóng góp hơn 67 triệu đồng. Nhiều mô hình tiêu biểu đạt kết quả tốt như mô hình nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, tổ hòa giải ở cơ sở, mô hình quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, mô hình thanh thiếu niên nói không với tội phạm ma túy, an toàn giao thông. Có 225 hộ gia đình văn hóa đạt 95,75%, tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa và đạt tổ an toàn về an ninh trật tự. Nhân dịp này, tổ dân phố 2 phường Hợp Giang đã phát động phong trào thi đua và ủng hộ quỹ vì người nghèo. Ngay sau khi kết thúc phần lễ, đông đảo nhân dân và đại biểu đã cùng nhau tham gia phần hội với các trò chơi dân gian như nhảy sạp, nhảy bao bố, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đồng thời khích lệ tinh thần đoàn kết cùng nhau thi đua sản xuất, bảo vệ an ninh trật tự tại khu dân cư. Hai tổ dân phố 4, 6 phường Tân Giang có 214 hộ với tổng 824 nhân khẩu, cùng 7 dân tộc anh em cùng chung sống, Kinh, Tây, Nùng, Mông, Thái, Sán Chỉ, Lô Lô. Nhân dân hai tổ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ thiện. Năm 2024, hai tổ dân phố đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, đa ngành, đa nghề. Kết quả, giảm một hộ nghèo và thoát nghèo một hộ so với năm 2023. Tổ 4 có 98/103 số hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 95%. Tổ 6 có 105/112 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 94%. Nhân dịp này, tổ dân phố đã biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, gia đình tiêu biểu, tặng quà cho người có uy tín tại cộng đồng và phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2024. Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng 94 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất, các khu dân cư trên địa bàn huyện Bảo Lạc tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, thị trấn Bảo Lạc diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết. Tại ngày hội, các khu dân cư đã biểu dương, tôn vinh các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới. Chung vui với ngày hội, lãnh đạo huyện Bảo Lạc biểu dương những thành tích đạt được, đồng thời đề nghị bà con nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh, tổ dân phố xanh, sạch, đẹp. Ngày 16 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Trung Khánh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024.
Năm học 2024-2025, huyện Trung Khánh có 68 trường học, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tổng số giáo viên, nhân viên trên toàn huyện là 1.143, trong đó có 152 cán bộ quản lý, 961 giáo viên và 30 nhân viên. Hiện nay, 91,9% giáo viên đạt chuẩn về đào tạo. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ tiếp tục duy trì và giữ vững. Tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ đạt 30%, huy động trẻ mẫu giáo đạt trên 98%, bậc tiểu học và trung học cơ sở đạt 100%. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục. Mong muốn quý thầy cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, luôn là tấm gương sáng, tích cực, gương mẫu cho các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập, qua đó tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của nhà giáo Việt Nam. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại chương trình, có 25 tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thầy cô giáo và các em học sinh biểu diễn với nhiều thể loại, đơn ca, tốp ca, múa, hát then đàn tính, sân vũ, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống ngành giáo dục, thầy cô và mái trường. Chương trình để lại nhiều cảm xúc ấn tượng, thu hút đông đảo khán giả, du khách đến xem và cổ vũ. Đoàn Giám sát Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Lâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án phát triển đàn vật nuôi huyện Bảo Lâm giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Thạch Lâm. Sau 3 năm thực hiện đề án, đến nay các chỉ tiêu đàn vật nuôi trên địa bàn xã cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng đàn trâu đạt 753 trên 750 con, đạt 100,4%. Đàn bò 4.225 trên 4.200 con, đạt 100,6%. Nhiều mô hình nhóm sở thích chăn nuôi được triển khai thực hiện như mô hình trang trại nuôi lợn đen, nhóm sở thích nuôi lợn đen bản địa, nhóm sở thích nuôi bò sinh sản, vỗ béo. Ủy ban Nhân dân xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến người dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, triển khai hỗ trợ trồng cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi cho 12 hộ tại 3 xóm với số tiền 50 triệu đồng, hỗ trợ làm chuồng trại cho 12 hộ trên 114 triệu đồng. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân về quan điểm, mục tiêu của đề án, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, hướng dẫn các hộ tham gia tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng tốt và áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, phát huy nhân rộng các mô hình, nhóm sở thích đang thực hiện tốt trên địa bàn. Sau hơn 5 năm hoạt động, đến nay, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã đã xem xét và quyết định cho vay 74 dự án với 59 thành viên của Hợp tác xã và 15 Hợp tác xã, tổng số tiền đã giải ngân trên 20 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã được thành lập từ năm 2019. Hiện nay, tổng nguồn vốn điều lệ hoạt động của quỹ là 20,95 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh cấp 20 tỷ đồng, vốn bổ sung từ Quỹ Dự trữ Bổ sung Vốn Điều lệ 95 triệu đồng, thu hồi nợ gốc đến hạn hơn 12,3 tỷ đồng, số dư nợ tại các dự án hơn 8,6 tỷ đồng, thu từ lãi cho vay là hơn 1,5 tỷ đồng. Nguồn quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà với mục đích là hỗ trợ các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã ổn định sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ trong sản xuất. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị liên quan, triển khai tốt công tác tuyên truyền, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn tại các hợp tác xã, tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã có nhu cầu tiếp cận với nguồn vốn của quỹ. Đồng thời, quản lý hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn hoạt động của quỹ, cho vay đúng quy trình, đúng đối tượng. Mới đây, Sở Tư pháp vừa ban hành công văn số 1993 ngày 11 tháng 11 năm 2024 về việc triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Theo đó, từ ngày 12 tháng 11 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, Sở Tư pháp triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2.
đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2, các trường hợp thuộc đối tượng miễn giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh http://dịchvucong.caobang.gov.vn. Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp, có giá trị pháp lý như bản gốc phiếu lý lịch tư pháp giấy. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, http://dịchvucong.gov.vn. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cao Bằng, http://dịchvucong.caobang.gov.vn. Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp bản giấy thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp. Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh có chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới ban hành, tháng hành động diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, được triển khai với những hoạt động chính, gồm lễ phát động tháng hành động với hình thức phù hợp, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế. Tuyên truyền về các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ và trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động năm 2024, tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường thực hiện số hóa trong truyền thông thông qua mạng xã hội, Facebook, fanpage, YouTube nhằm tiếp cận tới nhiều người dân hơn, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa chủ đề, thông điệp, nội dung và ý nghĩa của công tác bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái. Huy động các nguồn lực để triển khai tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột, người chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Chiều 16 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Báo Cao Bằng tổ chức bế mạc Giải vô địch bóng đá tỉnh năm 2024, tranh cúp Báo Cao Bằng. Giải vô địch bóng đá tỉnh năm 2024 tranh cúp Báo Cao Bằng với quy mô cấp tỉnh do Báo Cao Bằng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thường niên. Sau thời gian bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, giải chính thức quay trở lại, mang đến không khí sôi động và tinh thần thể thao đầy hứng khởi cho toàn thể cộng đồng. Năm nay, giải thu hút 90 vận động viên đến từ các huyện Hòa An, Quảng Hòa, Hà Quảng và thành phố. Trong 3 ngày thi đấu, các cầu thủ tham gia thi đấu rất nhiệt tình, sôi nổi, đã mang lại cho giải những trận đấu hay, những pha bóng đẹp và những bàn thắng hết sức ấn tượng. Các đội bóng đã áp dụng nhiều kỹ chiến thuật mới do ban huấn luyện đưa ra, sự có mặt động viên của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên tạo thêm động lực để các cầu thủ thi đấu. Giải đấu góp phần tạo sân chơi lành mạnh và hấp dẫn cho các đội bóng cũng như người hâm mộ, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao nói chung, phong trào luyện tập môn bóng đá nói riêng trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội huyện Hà Quảng, giải nhì cho đội thành phố Cao Bằng, giải ba cho đội huyện Hòa An và giải phong cách cho đội bóng huyện Quảng Hòa. Trao 3 giải cá nhân, giải thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11, Liên đoàn Lao động huyện Thạch An phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tham dự giải có 31 đội bóng với gần 300 vận động viên đến từ 31 đơn vị là công đoàn cơ sở khối các đơn vị trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Giải thi đấu gồm hai nội dung, đội nữ và đội nam nữ. Các đội bốc thăm chia bảng thi đấu, chọn ra đội vào thi đấu các trận bán kết và chung kết với tổng số 66 trận đấu. Trên tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi đã có nhiều pha bóng đẹp, trận bóng hay, hấp dẫn, kịch tính, thu hút sự cổ vũ của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân dân. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời cổ vũ phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội có thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi khi tham gia giao thông trong học sinh, thời gian qua, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Cao Bằng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tuyên truyền với những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế nhằm giúp các em học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, thực hiện nghiêm các quy định, luật lệ an toàn giao thông. Qua đó góp phần xây dựng, tạo nên môi trường giao thông an toàn, thân thiện. Khác với công việc thường nhật là tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, thời gian này, các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Cao Bằng đã trực tiếp đến các đơn vị trường học trên địa bàn để tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Thay vì chỉ tập trung diễn thuyết với những tấm biển báo, biển hiệu lệnh và luật lệ khô cứng, lực lượng chức năng lựa chọn hình thức sân khấu hóa, lồng ghép các tình huống thực tế xảy ra khi tham gia giao thông của chính lứa tuổi học đường. Nhờ đó mà không khí của buổi tuyên truyền rất sôi nổi. Bằng những câu chuyện có thực trong cuộc sống với lời lẽ tự nhiên đã giúp cho các em học sinh không thấy nhàm chán và nhớ nhanh hơn những quy định phải thực hiện khi tham gia giao thông. Qua các buổi ngoại khóa em đã hiểu hơn về an toàn giao thông. Qua các buổi ngoại khóa đó em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền đến các bạn cùng lớp, thầy cô, ông bà và bố mẹ để có thể cho mọi người thực hiện tốt các quy định mà pháp luật đã đưa ra. Qua buổi ngoại khóa ngày hôm nay khi được tuyên truyền về an toàn giao thông, nó đã rất có ích cho các bạn học sinh chúng em là nên phải chấp hành đúng luật giao thông và không gây ra những tai nạn đáng tiếc. Xác định, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác là chìa khóa vàng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công an thành phố Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tất cả các phường xã trên địa bàn, thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức cuộc thi rung chuông vàng, nói chuyện chuyên đề. Trong bối cảnh số hóa, năm 2024, lần đầu tiên đơn vị đã phối hợp với các trường học phát động tìm hiểu các quy định về trật tự an toàn giao thông qua video clip và bài thu hoạch. Hình thức tuyên truyền này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh và tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực. Đơn vị Công an thành phố Cao Bằng ngoài công chuyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đối với lứa tuổi học sinh thì chúng tôi có những cái sự đổi mới, thay đổi về hình thức đa dạng hơn về công tác tuyên truyền. Đấy là chúng tôi sẽ tuyên truyền bằng việc các nội dung video clip ở tại các nhà trường phối hợp cùng phòng giáo dục và sở giáo dục đào tạo để cùng nhau phát những cái video clip đấy để chúng tôi có những cái nội dung sâu rộng hơn về các em về việc có cái nhìn toàn cảnh về thanh thiếu niên vi phạm giao thông như thế nào hoặc những kỹ năng tham gia giao thông an toàn tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Và sau khi mà các em được xem các video clip xong thì các em sẽ có những bài thu hoạch về nội dung video clip để từ đó các em có những nhận thức cơ bản và chung nhất và các em sẽ phối hợp với cả phụ huynh, cha mẹ học sinh của các em để có sự cam kết với nhà trường và lực lượng công an về việc làm thế nào để tất cả chúng ta tham gia giao thông an toàn. Theo thống kê, trong tháng 10, tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, cảnh sát giao thông toàn tỉnh
đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền với trên 21.500 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông cho 13.678 học sinh, giáo viên. 1.347 bạn cam kết không giao xe học sinh chưa đủ điều kiện lái phương tiện. Đồng thời, tổ chức các hoạt động trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại các trường học. Với những cách làm mới mẻ, độc đáo, sử dụng các hình ảnh trực quan, sinh động, thực tế, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền. Những kiến thức về luật giao thông đường bộ được truyền tải đến các em học sinh dễ dàng hơn, hấp dẫn hơn. Các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn thành phố cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông học đường một cách bền vững, giảm thiểu tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngoài sự vào cuộc đồng bộ của nhà trường, lực lượng chức năng, thì cũng cần có trách nhiệm quản lý của gia đình, các bậc phụ huynh. Trên hết là ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các em học sinh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!